Phan Đại Nam kính chào quý khán giả kính thưa quý vị hôm nay là sáng ngày thứ năm 8 tháng 6 năm 2017 chúng tôi đang có mặt tại khuôn viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thành phố Washington miền Nam California kính thưa quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay tại nơi đây sẽ có một buổi lễ đồng thổ để xây dựng đài tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa những người đã từ đã tuẫn tết trong ngày 30 tháng 4 75 và đứng bên cạnh chúng tôi là ông Lê Văn Sáu là hội trưởng À, liên hội kiều chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa miền Nam Mali à, xin ông có thể cho biết thêm chi tiết về buổi lễ à, động thổ xây dựng đài tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa ngày hôm nay thưa ông à, thưa anh và thưa vị đại thì hôm nay là cái ngày động thổ của cái đài tưởng niệm 30 tháng 4 đen thì cái chương trình này cái cái project này là nó cũng đã phát xuất từ mấy năm nay nhưng mà không có cơ hội thì khi mà thị trưởng Westminster anh Tạ Đức Trí đưa cái project này lên Tạ Đức Trí với lại Kimberly đưa lên thì thành phố Westminster đã chấp thuận ngay thì cái thời gian khi mà đã chấp thuận thì cái thời gian nó rất là eo hẹp trong vòng chỉ có hai tháng thôi thì chúng tôi đã hợp tác với lại uh, thành phố hợp tác với Tạ đức trí uh, và kimberly thì lãnh cái trách nhiệm là gây quỹ cho cái đài tưởng niệm này thì đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã gây quỹ cũng tạm tạm đủ còn cái chương trình cái cái ngày khánh thành thì đương nhiên là phải ngày 18 tháng 6 ngày quân lực Việt Nam cộng hòa năm nay nó lọt vào ngày chủ nhật 18 tháng 6 cảm nghĩ của ông Tạ Đức Trí thị trường thành phố và bác sĩ Kimberly Hồ nghị viên thành phố Westminster có tên phụ là sĩ quan quân lực Việt Nam cộng hòa Ôi, dự án này đã được Uh, liên hội cuộc chiến sĩ tại miền Nam California đứng ra để bảo trợ và cũng như là lo về việc gây quỹ thành ra chúng tôi rất là vinh dự được cùng làm việc với các chú các bác trong liên hội cuộc chiến sĩ. Kim Ly nghĩ rằng uh, uh, đây là một cái niềm vui và một cái hãnh diện cho cộng đồng của chúng ta và cũng đã làm được uh, theo cái nguyện của ba uh, đại giáo dục và nói là những cái thế hệ đi trước chúng ta cần phải uh, ghi nhận ghi nhớ và ghi ơn để uh, những thế hệ sau này uh, còn uh, biết đến chứ thật sự thì nếu mà không nhờ ba kể lại những câu chuyện đó thì chính Kimberly cũng sẽ không biết gì cả về cái chiến tranh của Việt Nam chúng ta yeah. cảm nghĩ của ông Nguyễn Văn Đức tân hội trưởng hội áo cứu trợ thương Phước binh và quân phục Việt Nam cộng hòa. Tôi rất um, hãnh diện đến đây để chứng kiến cái cái buổi lễ mà động thổ cái tượng đài um, tưởng niệm quý anh hùng của Việt Nam cộng hòa. Và cảm nghĩ của bà Trần Xuân Mai và Nguyễn Thị Đào là phu nhân của các kiều chiến sĩ. Hôm nay tới dự để mà mừng được là trong thời gian tới là ngày 19 tháng 6 là ngày khánh thành tượng đài và đó là một cái công trình rất lớn mà rất là nhanh. Và cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ cho tượng đài chiến sĩ với công lao và tài vật cũng tỷ như công sức của liên hội của chiến sĩ ở trên thế giới này chưa có một cái trận chiến nào mà sau khi á, mà mình coi như là thua trận đi mà có năm năm tướng là tự tử và tất cả những nhiều người cấp tá nữa cũng tự dưng theo cũng giống như mình có câu là thành chết thì chết theo thành chưa có một đất nước nào chưa có một quốc gia nào mà có cái cái, cái niềm hãnh diện như 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 vậy thành ra chúng tôi rất là hãnh diện và chúng tôi phải có mặt cảm ơn các chị rất nhiều và kính thưa quý khán giả chúng tôi vừa gửi tới quý vị phóng sự buổi lễ đồng thổ xây dựng đài tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam cộng hòa trong khuôn viên của tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thành phố Washington miền Nam California và chúng tôi cũng xin nhờ chấm dứt phóng sự nơi đây xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp